SSL này là cái chứng chỉ bảo mật. Đó, thì em sẽ giải thích cho anh Đậu thêm cái này nữa. À, ví dụ đi, anh vào một cái website của Vietcombank. Vietcombank. Hoặc là tất cả những cái trang web của ngân hàng hay gì đó. Thì anh đều thấy nó có một cái giao thức. Đó là giao thức này là đó, đây. Kết nối này an toàn. Thì kết nối an toàn này là cái chứng chỉ ở đây. Đây là cái chứng chỉ nè. Đó. Cấp cho Vietcombank này nó không? Cấp bởi nè. Và có hiệu lực nè. Đó. Thì cái này người ta gọi là chứng chỉ SSL anh đọc. Còn những mà trang web mà không có chứng chỉ SSL thì ở đây nó ghi là không bảo mật. Thì cái chứng chỉ này nó có tác dụng gì? Thì đối với những cái trang web mà nó có cái ô đăng nhập giống như cái web này, giống như cái web của em nè, web của em có chứng chỉ bảo mật này ha, hoặc là những web ngân hàng này có cái ô bảo mật này, thì thường á là lúc mà mình bấm vào đăng nhập á thì mình phải làm một cái thao tác là mình nhập thông tin cá nhân đúng không, mà đặc biệt là ngân hàng mà mình mà để lộ cái này là xong mất tiêu rồi. Cho nên là gì, tất cả các cái ô đăng nhập này khi mà mình nhập, ví dụ em nhập số điện thoại này nè, cái cách thức nó là khi mà em nhập số điện thoại mật khẩu như này, mã kiểm tra như này, sau đó cái hành vi em bấm đăng nhập thì cái ký tự số điện thoại này nè ngay tức khắc nó sẽ được mã hóa tại cái máy tính của em, nó được băm ra, nó được băm ra, nó được băm ra tùm lum khúc luôn, nó mã hóa vô số ký tự luôn mà những người hacker họ không biết. Thì anh cứ hình dung đi, khi mà em nhập cái thông tin như thế này thì cái thông tin này nó được truyền lên trên cái server đúng không, Rồi. để mà nó mở khóa ra. Đó. Thì cái hacker nó lợi dụng trong cái trường hợp là gì, khi mà mình bấm đăng nhập thì cái thông tin này được truyền, mà nếu như một cái web nào mà nó không có cái SSL này thì coi như nó bắt được cái gói tin đó, nó bắt được cái gói tin đó là coi như mình bị lộ. Mà đặc biệt là trong những cái mạng LAN, mạng công cộng đó, là hacker nó tồn tại nhiều lắm, đặc biệt là trong quán cà phê. À. Cho nên là gì, nó tận dụng cái này nè. Thì anh thấy những cái thằng mà chuyên đi lừa đảo thì nó sẽ làm gì, nó làm những cái trang web y như cái giao diện của Vietcombank này luôn. Anh đầu hiểu không? Nó làm giao diện y chang vậy luôn. À, và nó làm cái thao tác gì đó mà không biết, nhưng mà nó gửi cái email giao diện cho mình xong mình đăng nhập vô. Mà nó không có cái giao thức này. À, cho nên là nó sử dụng, nó bắt cái gói tin đó và nó biết được cái mật khẩu của mình, thì đó là cái cách lừa đảo. Đó. À, thì ngày xưa là em cũng tốt nghiệp một cái khóa gọi là hacker mũ trắng. Gọi là dân hacker anh, đó. Thì cho nên là em biết được những cái này. Đặc biệt là hack Facebook. Đó, Facebook. Facebook cũng là một cái giao thức để đăng nhập. Thì trên Facebook nó cũng có cái này, anh thấy không? Tất cả những cái trang web mà gọi là đăng nhập thì bắt buộc phải có HTTPS. Đó, có cái này nè, HTTPS ha. Còn cái website mà không có HTTPS mà bấm vào ô đăng nhập là chắc chắn 100% là website lừa đảo. À. À. Facebook web. Bây giờ anh cứ lang thang trên mạng là chắc chắn anh sẽ gặp những cái website đó, cửa nào cũng gặp hết đó. Vậy những cái thằng mà nó hacker, nó ăn ngồi nó ngủ nó làm cái này đó. Mình đừng không nói sâu vào cái việc đó nữa. Thế cho nên là gì, à, khi mà mình làm web á, à, thì mình cũng phải biết là khách hàng á, là họ có, à, tốt nhất là có SSL. À, nếu mà khách hàng quan tâm tới cái việc mà bảo mật này thì mình tư vấn cho khách hàng luôn là cái gói này để họ dùng, hoặc là gói cao hơn. Nếu mua gói cao hơn á, thì tại vì tất cả những gói này đều có bảo hiểm nha. Ví dụ nha, khi mà anh sử dụng SSL này mà web anh mà xảy ra cái tình trạng gì về bảo mật á, là bảo hiểm nó sẽ bồi thường anh 10.000 đô này, với cái mức tiền này nè. Anh mua gói cao hơn này thì bảo hiểm cho anh này 500.000 đô này, gói cao hơn nữa này là 1 triệu đô này, 1,5 triệu đô này, không tùy theo. Thì nó sẽ cam kết nó bảo mật và nó mã hóa cho mình để hacker nó khỏi tấn công, mà tùy theo cái này. Nói chung là cái gói nào nó cũng có thể là hacker nó cũng có thể tấn công hết, tại vì thằng hacker nó giỏi lắm. Nó ăn rồi đi nghiên cứu cái này. Thì anh biết thêm cái này để mình tư vấn cho khách hàng, để mà giả sử như khách hàng họ làm cái web nào đó mà khách hàng đăng nhập đó, thì mình phải có cái này đó. À, tuy nhiên á, nó có một cái hay là khách hàng không cần đăng ký cái này thì khách hàng vẫn sử dụng được HTTPS. Đó, thì xưa giờ giống như anh Đậu làm web với em, lại có bao giờ em kêu anh Đậu đăng ký SSL đâu đúng không, nhưng mà website của anh vẫn có cái SSL, ví dụ như là trang phục biểu diễn Quảng Ngãi chẳng hạn đó, thấy không, web của anh vẫn có SSL, thấy không. Thì tại sao anh có cái này, à, tại vì trên hosting này có luôn cái SSL miễn phí cho anh luôn này.
trên hosting này đã có SSL miễn phí luôn. Có nghĩa là cái giá này đã bao gồm luôn cái giá SSL miễn phí. Nhưng mà miễn phí á, thì mình phải thì lúc này anh phải tìm hiểu cái SSL này là cái gì nha. Mình phải biết cái SSL này là gì. Đó thì mình phải đi tìm hiểu cái SSL này. Đó là chứng chỉ SSL này, miễn phí nè. Thì tại vì cái này nó miễn phí cho nên mình đưa vào mình dùng miễn phí, chứ không phải là nhà cung cấp nó cho mình dùng miễn phí. Ha. Đó, có nghĩa là ở, nó có một cái tổ chức phát hành cái chứng chỉ mà cung cấp cho người dùng website miễn phí. Cho nên cái ông làm host này ông đưa vào cho mình dùng miễn phí. Ha. Nếu mà ông không đưa vào mà mình biết cách dùng thì mình lấy cái nào mình vào mình dùng miễn phí cũng được, thì mình sẽ tiết kiệm ở đâu đó là một năm 300-400 ngàn, nó tương đương 300-400 ngàn đó. Thì mình phải biết cái này nha, mình không biết là mình lại tốn 300-400 ngàn đó. Thì nó có một cái lợi thế ở đây là gì, là hosting của mình là tích hợp luôn cái này, khỏi mất công khách hàng phải đi mua hay là phải đi tự xử gì hết đó, tích hợp luôn đó, cho nên là khách hàng được lợi cái này một năm ba ba trăm mấy 400 ngàn nữa. Còn ai mà họ họ muốn mà gọi là bảo mật hơn thì mình nên tư vấn cái đó cho họ rồi. Ok.